cảnh báo, video này được thực hiện bởi các chuyên gia, khuyến cáo không nên làm theo. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với mình. Và mình là Đức Mõm đây, và chúc bạn xem video của mình vui vẻ bạn nhá. Thì hôm nay mình đã chế tạo ra 3 quả tên lửa nhá, các bạn nhìn thấy không? Này, đây, cầm quả đi. Cầm quả của mình. Đây là 3 quả tên lửa. 3 quả tên lửa mà mình chế ra các bạn nhá, các bạn thấy không? Và 3 quả tên lửa này mình chế ra từ nguyên liệu rất là cơ bản, đó chính là phân bón và đường. Đó, thì cái này thì nói chung là nó là chất cháy thì các bạn đừng có làm theo nhá. Clip này được thực hiện bởi chuyên gia nên là các bạn đừng có giả làm dân chuyên nhá. Ok. Và hôm nay clip này mình sẽ đốt thử 3 quả tên lửa do mình chế ra nhá. Và không biết nó có bay được hay không. Thì mình nghĩ là cái xác suất bay được nó rơi khoảng tầm độ 30% các bạn ạ. Còn 70% còn lại chắc là dựa vào may mắn các bạn ạ. Đó, thì hiện tại là Hàn Quốc và Triều Tiên là đang duyệt binh diễn tập chuẩn bị chiến tranh các bạn ơi. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Việt Nam chúng ta là kiểu gì kiểu là mạnh nhất trong tất cả các cường quốc. Đấy, mình sẽ đầu quân cho cái bộ chỉ huy quân sự, bộ tư trang. Đấy, đại loại vậy, bây giờ mang ra đồng sẽ đốt nhá. Không biết có bay được hay không. Và cái cách làm của cái tên lửa này mình sẽ để ở cuối clip nhá. Và các bạn thích clip này cho mình xin một like. Và nếu như clip này đạt được 15k like thì sẽ có phần 2 các bạn nhá. Phần 2 mình làm quả khổng lồ luôn. Ok không? Ok, sang Triều Tiên luôn. Nghe hay. Hẹn Kim Jong Un vào một ngày gần nhất. Ok, khổ mang đến nó mọi người đừng quan tâm. Ôi giời ơi. Trời lạnh các bạn ơi. Ôi, mình đang ở ngoài đồng. Và bây giờ mình sẽ đốt cái quả này trước. Quả này đặt tên là quả Vin nhá. Thì quả này mình đặt tên bởi vì mình lấy cái lắp của cái lọ xịt bồn cầu ấy. Đây. Đấy. Do là clip này mình làm mất 2 ngày nên là không kịp chuẩn bị cái dây dẫn. Nên mình đã lấy cái pháo bông này. Đó, cái này mua ở hiệu bánh sinh nhật. Có 5.000 một gói rồi nhá. Ok. Bây giờ sẽ rút cái đuôi này ra này. Rồi sau đó cắm cái pháo bông này vào. Ok, vậy là xong. Thời khắc quyết định chuẩn bị đến rồi. Đây ơi, có bay được không đây? Không biết là có bay được không. Ui. Bay lên, bay lên. Không bay các bạn ạ. Ui, tiếc quá, vậy là không bay rồi. Quả đầu tiên thất bại bạn nhá. Quả tiếp theo là quả mình tâm đắc nhất. Không biết là có bay được hay không đây. Cái này nó chạy gió từ này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi, hy vọng là quả này sẽ bay được. Quả này có tên là cơn địa chấn. Nói cho nó oai vậy thôi, chắc đếch gì bay được các bạn ạ. Ui, hồi nay là hơi lạnh. Ui. Rất lạnh, không phải hơi lạnh ạ. Rất lạnh. Cơn đinh lô. Các bạn ạ.
hai ngày chuẩn bị của mình được 3 quả, xong là bây giờ không đốt được, có đúng một quả bay thôi. Thì cái này mình nghĩ là nguyên do của nó là do mình đốt tận 4 que pháo bông ấy, và không, nó không có cái lỗ để thoát ra cái khí ấy, nên là nó không thể bay được lên. Đó, khá là buồn. Thôi sao, nếu các bạn thấy thích clip này và các bạn có ý tưởng gì hay, comment bên dưới nhá. Còn bây giờ trời rất là lạnh, sẽ phải về đây. Và cách làm sẽ ở cuối clip nhá. Ok, bye bye các bạn. We'll be right back.